chị em phụ nữ yêu bao nhiêu lần trên tuần là tốt nhất? Các bạn thân mến, đây là một trong những câu hỏi khá là tế nhị và được rất là nhiều cánh mày râu cũng như các chị em phụ nữ quan tâm khi biết được rằng tần suất như thế nào để có thể phù hợp cũng như là tốt nhất cho sức khỏe của các chị em phụ nữ. Trả lời chính xác cho câu hỏi trên ý, thì cặp vợ chồng nên yêu nhau bao nhiêu lần một tuần là tốt phụ thuộc vào tâm trạng, thể trạng và tuổi tác nữa ra. Thật ra thì rất là khó để tìm ra mẫu số chung về tần suất quan hệ của các chị em. Yếu tố quan trọng nhất để xác định tần suất quan hệ ở người phụ nữ này phù hợp hay chưa, đó chính là sự thoải mái. Đây là một yếu tố mang tính cá nhân rất cao. Có những người phụ nữ 2 lần trên tuần là cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy đầy đủ và thoải mái rồi. Nhưng có những người cảm thấy phải thực hiện hàng ngày thì mới cảm thấy không còn bứt rứt. Vì thế thật là khó để có thể đưa ra một công thức tính toán chuẩn xác nhất. Bên cạnh đó thì vấn đề tuổi tác cũng ảnh hưởng đến tần suất yêu của các chị em. Trong khi những cặp vợ chồng trẻ cảm thấy hứng thú rất là nhiều trong chuyện chăn gối, thì những cặp vợ chồng đang ở độ tuổi trung niên lại thích cảm giác một mình và đôi khi lại còn là ngủ riêng nữa cơ. Ngoài ra thì ham muốn ở chị em phụ nữ cũng rất là thất thường. Nó bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều yếu tố, trong đó có cảm xúc. Mặc cảm xúc của các chị em thì lên xuống thực sự là rất khó có thể nắm bắt được. Cũng giống như là nam giới, ham muốn tình dục là một vấn đề sinh lý rất là bình thường. Nó có yếu tố bản năng nhiều hơn, do đó nó có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào khi bị kích thích. Đặc biệt là sau khi người đàn ông yêu thương và đạt được những khoái cảm thì tần suất mà gần gũi của chị em phụ nữ cũng sẽ lại nhiều hơn bình thường. Tức là nếu như chị em phụ nữ có được những giây phút thăng hoa trốn phòng the thì tần suất và nhu cầu của chị em lại càng tăng lên cao. Theo như một kết quả khảo sát của các nhà tâm lý học ở trường Đại học Toronto đã phần nào giải đáp những băn khoăn của chị em phụ nữ về tần suất quan hệ như thế nào là vừa đủ. Kết quả cho thấy những cặp đôi mà quan hệ một lần trên tuần ấy, thì thường sống sẽ không hạnh phúc, trong khi đó những cặp đôi mà làm khoảng 4 lần một tuần thì lại có đời sống khá là ổn. Và một điều quan trọng nữa là cứ khoảng 4 cặp đôi trên 50 tuổi thì có một cặp đôi cho biết họ không còn hứng thú và không còn sinh hoạt vợ chồng lúc trước nữa, có người còn đi ra ngủ riêng. Dù vậy thì những cặp vợ chồng này vẫn cảm thấy hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Lý do họ đưa ra là họ cảm thấy sự đồng điệu đến từ tâm hồn của đối phương, và điều đó còn quan trọng hơn cả tình dục. Vậy thì chuẩn chung về tần số quan hệ của chị em phụ nữ như thế nào? Các nhà khoa học lẫn các nhà tâm lý đều đã đưa ra chuẩn chung về tần suất quan hệ lành mạnh của người phụ nữ. Đó là nếu như từ 20 đến 30 tuổi thì ít nhất 3 ngày về quan hệ một lần. Còn tuổi 40 thì mỗi lần quan hệ nên cách nhau khoảng 4 ngày. Tuổi 50 trở lên thì sẽ nên quan hệ 1 tuần trên lần. Còn 60 tuổi trở lên thì mỗi lần quan hệ nên cách ít nhất nhau khoảng chừng 10 ngày. Như đã nói thì chuyện ham muốn tình dục ở phụ nữ phụ thuộc vào rất là nhiều các yếu tố, trong đó có yếu tố tuổi tác. Tiêu chuẩn chỉ mang tính chất tham khảo. Một số phụ nữ có nhu cầu cao trong chuyện này hoặc là đối tác của họ có nhu cầu cao thì tất nhiên tần suất có thể nhiều hơn. Tuy nhiên không thể chỉ căn cứ vào điều này để đánh giá sức khỏe sinh lý và cả sức khỏe sinh sản của phụ nữ. Nếu như người phụ nữ vẫn cảm thấy thoải mái thì quan hệ kể cả là nhiều hơn mức trung bình cũng không có gì mà phải lo lắng. Bạn biết không, đôi khi người ta còn tùy thuộc vào mục đích của mình để có thể chọn lựa cho mình cái tần suất quan hệ tình dục bao nhiêu lần được xem là phù hợp và lành mạnh nhất đối với chị em. Ví dụ như là nếu như bạn muốn giải tỏa căng thẳng thì nên gần gũi khoảng chừng 1 lần trên tuần. Một nghiên cứu ở trường đại học ở Anh cho thấy là chất oxytocin có thể giúp làm giảm huyết áp và giảm đi những lo lắng, những áp lực và căng thẳng. Các chuyên gia cũng công bố thêm rằng chất oxytocin chỉ được giải phóng trong quá trình gần gũi, ân ái. Trong khi đó, nếu như mà tự sướng thì không có được kết quả như thế này. Còn nếu như bạn muốn chăm sóc tốt cho hệ tim mạch và tâm trạng của mình thì hãy ân ái 2 lần một tuần. Một nghiên cứu kéo dài 16 năm với 1.000 người tại Viện New England của Hoa Kỳ đã xác nhận rằng những người mà quan hệ tình dục 2 lần trên tuần có thể giảm tới 45% nguy cơ mắc các bệnh tim nghiêm trọng. Còn các chuyên gia còn lưu ý thêm rằng thời gian của 2 lần quan hệ tình dục tốt nhất là tách riêng nha và nên đều nhau, không phải làm luôn trong một đêm là xong các bạn nhé. Còn nếu như với những người mà giúp tăng cường khả năng miễn dịch ý, thì hãy quan hệ 3 lần một tuần. Nghiên cứu của trường đại học Weiss đã cho thấy rằng quan hệ tình dục từ 2 đến 3 lần trong một tuần
có thể thúc đẩy tốt nhất việc sản xuất immunoglobulin A cho cơ thể, từ đó có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch và giảm tới 30% nguy cơ mắc các bệnh như là cảm lạnh và cảm cúm mùa thông thường. Còn nếu như quan hệ 4 lần trên tuần ý, thì sẽ giúp bạn duy trì được sự trẻ trung và giữ được sự thanh xuân. Trong một nghiên cứu mới của trường đại học tại Hoa Kỳ, thì các nhà nghiên cứu đã yêu cầu những người tham gia ước tính tuổi của một nhóm người khai rằng họ trung bình đang yêu hơn 4 lần một tuần. Kết quả cho thấy nhóm này trông bề ngoài có ngoại hình và phong thái trẻ hơn 12 tuổi so với thực tế của họ. Chúng ta có thể chưa biết rằng chất androgen tự nhiên được tạo ra khi ân ái có thể giúp cải thiện khả năng tổng hợp protein và giúp cho cơ bắp được cải thiện, duy trì và săn chắc hơn. Và tần suất cao nhất, tức là khoảng 5 lần trên tuần thì sẽ giúp ích được điều gì? Sẽ giúp các bạn giảm cân rất là nhanh đấy. Các nghiên cứu chỉ ra rằng người mà có quan hệ tình dục với tần suất lớn hơn 5 lần một tuần, cụ thể là khoảng tầm 6-7 lần trở lên, thì sẽ có khả năng giảm cân rất là hiệu quả. Đó là cách rất là dễ dàng để đốt cháy 0,5kg mỡ trên tuần. Nếu như bạn duy trì tần suất này đều đặn trong một năm thì bạn có thể giảm tới 6kg cân nặng. Nhưng cũng có những cuộc nghiên cứu khác lại cho rằng một lần quan hệ tình dục cũng có thể tiêu thụ tổng lượng calo giống như việc bạn lau một cái cửa sổ. Điều này cho thấy rằng quan hệ tình dục thì sẽ tiêu thụ một lượng calo nhất định. Nhưng mà nếu như bạn đặt kế hoạch giảm cân của mình vào việc quan hệ tình dục một cách quá mức thì bạn lại đang hơi kỳ vọng quá nhiều vào chuyện này rồi. Nói chung là chuyện sinh hoạt tình dục lành mạnh bao nhiêu lần một tuần là câu hỏi có các đáp án khác nhau giữa người này và người kia. Các đối tác hay là các cặp vợ chồng có thể chọn tần suất sinh hoạt tình dục của mình bao nhiêu lần tùy vào khả năng và vào nhu cầu của cả hai người để đạt được những hiệu quả tốt nhất và phù hợp nhất với cặp đôi của mình. Nhưng mà hãy nhớ rằng dù có quan hệ tình dục là việc mang lại nhiều lợi ích như vậy, nhưng chúng ta cũng không nên quá lạm dụng. Việc biết được một chị em phụ nữ nên quan hệ nên ân ái bao nhiêu lần trên một tuần là tốt nhất cho sức khỏe nhận được sự quan tâm của rất là nhiều các chị em. Bởi vì chúng ta biết rằng đời sống tình dục là cách thể hiện sự thân mật và tình yêu giữa vợ và chồng. Đó là sự gắn kết mối quan hệ giữa các cặp đôi và có tính quyết định quan trọng đến hạnh phúc của mỗi gia đình. Nhưng mà nhiều chị em thì không chỉ quan tâm đến cảm xúc của tình yêu mà họ còn quan tâm cả đến tần suất quan hệ và lo lắng rằng với tần suất quá cao hay là quá ít thì sẽ tác động tiêu cực đến sức khỏe, đến cơ thể. Cùng với đó là rất nhiều các anh đàn ông rất là tâm lý và rất là muốn biết xem đâu là một tần suất phù hợp để có thể mang đến những lợi ích về mặt sức khỏe tốt nhất cho người vợ, cho người tình của mình. Chính vì vậy mà tần suất chuyện yêu như thế nào đối với chị em là vừa đủ luôn là một chủ đề được rất là nhiều giới cũng như là nhiều các cánh mày râu quan tâm. Trên thực tế thì đời sống tình dục vốn là vấn đề rất là riêng tư. Và đối với bất cứ ai thì không có một chuẩn nào để nói rằng tần suất tình dục lành mạnh nhất trong một tuần là bao nhiêu là đủ. Cũng không có chỉ tiêu cụ thể, chỉ có một yếu tố quan trọng nhất, đó là người trong cuộc cảm thấy thoải mái và luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng trước, trong và sau khi chúng ta ân ái. Chị em phụ nữ thì vẫn luôn cần có một câu trả lời cụ thể nhất về quan hệ tình dục bao nhiêu lần được xem là lành mạnh nhất. Câu trả lời chính là không có một tần suất nào gọi là quá là phù hợp. Miễn là người trong cuộc các bạn cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy thoải mái với tần suất, với nhu cầu của mình là được. Dựa trên những tỷ lệ, những cái tần suất mà có thể nói là tương đối là phù hợp và lành mạnh như chúng tôi vừa chia sẻ ở trên. Và có rất là nhiều các cặp vợ chồng khi mà ân ái với nhau nhiều hơn một lần trên tuần thì thường có một cái thắc mắc, đó là không biết được rằng việc quan hệ nhiều hơn một lần trên tuần thì có được hay không. Việc quan hệ nhiều hơn một lần trên tuần không ảnh hưởng gì đến sức khỏe đối với cặp đôi nếu như các bạn không mắc phải bất cứ một tình trạng bệnh lý hay một vấn đề nào về tâm lý cả. Đối với một số người trong giai đoạn mãn kinh hoặc là những người có vấn đề về xương khớp, về tim mạch hay bất cứ một bệnh lý nền nào thì cần trao đổi với bác sĩ để tránh tần suất quan hệ quá là cao. Hơn nữa, tần suất quan hệ tình dục cũng không liên quan đến sự hài lòng và niềm hạnh phúc trong mối quan hệ. Do đó chỉ cần hai người cảm thấy tần suất của mình là đủ, đó là tần suất phù hợp cho cả hai. Tuy nhiên nếu như bạn cảm thấy số lần ân ái của mình quá nhiều hoặc là một trong hai đang có hành vi tình dục bất thường ảnh hưởng đến công việc, đến thói quen sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày thì hãy đi thăm khám bác sĩ hoặc là tìm đến các chuyên gia, bởi vì rất có thể đây là dấu hiệu của chứng bệnh nghiện tình dục. Hơn nữa, tuy quan hệ tình dục có tác dụng rất là tốt cho sức khỏe, tất nhiên nhưng nếu chúng ta quá lạm dụng
thì dễ dẫn đến suy kiệt sức khỏe, mất nước, mất điện giải và mất cả năng lượng nữa. Các bạn thân mến, vừa rồi trong video ngày hôm nay chúng tôi đã chia sẻ cùng với các bạn đâu là tần suất quan hệ phù hợp nhất đối với các chị em phụ nữ tùy từng lứa tuổi và tùy từng hoàn cảnh khác nhau. Hy vọng rằng với những lời chia sẻ này thì các bạn đã có thể hiểu được rằng nhu cầu tình dục của chị em cũng như tất cả những nhu cầu khác của chúng ta, cốt lõi nhất vẫn là bản thân người trong cuộc cảm thấy thoải mái, cảm thấy hài lòng và cảm thấy thật là thư thái với những cái tần suất mà mình đang duy trì. Một người có tính cá nhân rất là cao, một người phụ nữ có thể cảm thấy chỉ 2 đến 3 lần trên tuần là đã rất là ổn. Nhưng có những người thì phải làm việc đấy hàng ngày mới cảm thấy được những cái sự thoải mái, sự thư giãn. Thì đấy là hoàn toàn phụ thuộc vào mỗi con người, mỗi độ tuổi và mỗi hoàn cảnh sống khác nhau. Chúc cho tất cả các bạn sẽ luôn có một đời sống tình dục nói riêng và cũng như là một đời sống hôn nhân, đời sống tình cảm nói chung luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn thỏa mãn với những điều mà mình mong muốn. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.